Hôm thứ Tư, 26 tháng 1, Jin Lian Denjin vừa lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu của một bóng đá Thái Lan nơi riêng và bóng đá châu Á nói chung. Tiền vệ này đã trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ra mắt tại một giải đấu của Thái khi vào sân thay người ở phút 75 của trận Phát Tha Lung thắng Surat Thani 3-1 ở giải hạng 3 của Thái Lan. Lúc đó, cậu nhóc này mới 13 tuổi, 9 tháng và 1 ngày. Denjin sinh ngày 29 tháng 10 năm 2008 tại Phuket, Thái Lan, nhưng có cả cha lẫn mẹ là người Pháp. Cậu bé này bắt đầu ăn tập bóng đá ở Success Football Academy, học viện bóng đá của cựu tiền vệ Jarupong Sangpong. Tháng 11 năm 2020, Denjin từng thi đậu vào lớp U12 của câu lạc bộ nổi tiếng Buriram United, nhưng cơ duyên đã giúp anh đến với bóng đá chuyên nghiệp sớm hơn. Người sáng lập ra học viện Success Football Academy, Jarupong Sangpong được bổ nhiệm dẫn dắt câu lạc bộ Phát Tha Lung. Đầu tháng 1 năm 2022, ông đã đăng ký bổ sung Denzin vào danh sách của câu lạc bộ của Thái Lịch 3 cho lượt về mùa giải 2021-22. Cậu nhóc 13 tuổi này thậm chí chiếm luôn một trong ba suất ngoại binh của Phát Tha bên cạnh Huy, Huber và Mamadou Konde. Và hôm thứ Tư vừa rồi, Denzin đã có màn ra mắt đi vào lịch sử bóng đá Thái Lan. Ngoài thể hình ấn tượng khi to con không kém những đồng đội gấp đôi tuổi mình, tiền vệ này cho thấy anh có tốc độ và nhãn quan chiến thuật khá tốt. Nhưng dĩ nhiên là ở tuổi 13, cậu bé này vẫn còn rất non trong nhiều pha xử lý và thậm chí còn hơi sợ bóng, nhưng rõ ràng, Denzin vẫn là một tài năng đầy hứa hẹn.